Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một chiếc hộp mà chứa đựng bên trong đó biết bao điều kỳ diệu. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 2012. Lazada lần đầu tiên có mặt tại Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên, Lazada đã, đang và sẽ mang đến sự đổi mới không ngừng cho thị trường thương mại điện tử Việt Nam với hệ thống kho vận hiện đại, mạng lưới giao hàng chuyên nghiệp, hệ thống phân phối rộng khắp, với định hướng đẩy mạnh mua sắm trực tuyến trên các thiết bị di động, cùng nền tảng thương mại điện tử tiên tiến, Lazada mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất theo phương châm mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi, thỏa sức lựa chọn hơn 500.000 sản phẩm chất lượng với nhiều tiện ích như giao hàng toàn quốc, phương thức thanh toán đa dạng, thuận tiện, 14 ngày đổi trả hàng miễn phí cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho hơn 3.000 nhà bán hàng toàn quốc, Lazada còn hợp tác cùng những thương hiệu hàng đầu để mang đến nhiều chương trình mua sắm hoành tráng. Với mục tiêu mang đến niềm vui mua sắm cho hàng triệu người tiêu dùng Việt, chúng tôi hãnh diện khi nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng với những giải thưởng uy tín. Xin cảm ơn vì tất cả. La 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 Lazada, la 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 Lazada, la 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 Lazada, la 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 Lazada. Mừng sinh nhật lần thứ tư của Lazada, chúng tôi dành tặng khách hàng hàng ngàn khuyến mãi, quà tặng và ưu đãi, mua sắm với giá cực sốc và đặc biệt là cơ hội trở thành chủ nhân duy nhất của 100 triệu đồng tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đại tiệc mua sắm siêu hoành tráng từ 15 đến 18 tháng 3 tại website lazada.vn. Lazada, thảnh thơi mua sắm.